là gỏi, gỏi gì em Thảo? Cái này là nghêu hấp thái nè mọi người, hấp dẫn chưa, cay cay xít xoa luôn nè. Tôm nướng sa tế muối ớt rất hấp dẫn luôn. Bà nướng đứng thang mình ăn con tôm. Sao con muốn ăn con tôm á? Con ăn con tôm. Ồ, nói là cô Trân ơi, nào muốn ăn con tôm. Giỏi. Hello chào mọi người, nhà mình vừa tới nhà bà ngoại xong. Vì hôm nay á, là khoa của bà ngoại đã nở rồi. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Đủ lại bà hoa, bà hoa hồng đây nè. Nở rồi, coi nè, hoa trắng nè, cái bút này nè. Hoa trắng. Hoa trắng nè, trời ơi, cái cánh của nó rất là dày luôn, rất là bự và rất là đẹp luôn. Nè, nở nè, bây giờ đang còn có nhiều bông. Ô, có chừng nhẹ nhàng, hoa mình phải nâng niu con. Rồi đây, coi hoa cánh hoa màu vàng nè, hoa hồng màu vàng nè. Trăm hoa đua nở luôn đó mọi người ơi. Đây là mới một vườn thôi nha, còn vườn đầu kia nữa. Nè, có cái bông màu trắng màu hồng nè, rực rỡ chứ nè. Nó bự thì là bự luôn, cánh hoa này nè, to bằng cái mặt của em luôn kìa. Hả? Ừ. Hai bông nè, hai to chưa nè. To quá trông to luôn nè. Rồi đây là hoa màu hồng nhạt. Yeah, chào ông ngoại. Đó, Lily nè, hoa màu tím, hồng tím nè. Đủ màu sắc luôn, một vườn mà đủ màu sắc luôn. Trước nữa đây là cây lê, trước nữa nhà mình sẽ barbecue ở đây. Tại vì trời hôm nay là nắng 86 độ lận á, outside á. Là lâu lắm rồi, mình đây là cái ngày mà nắng nhất luôn á. Thì trước nữa nhà mình sẽ làm barbecue ở đây. Rồi, đây chậu hoa này là hôm bữa Mother Day tụi mình tặng nè. Đó là, đây là dâu nó ra trái nè. Trồng bao nhiêu hoa rồi nè. Nè, ra trái nè, coi này chắc cũng chua lắm á. Vô này con. Em thì tao muốn ăn. Con muốn ăn hả? Phụ cho. Chưa có rửa mà. Nè, nè, thử ăn thử, chua hay ngọt nè. Cảm giác nè. Cái là dâu nhà trồng hả? Nhà trồng luôn đó, organic luôn đó. Mấy năm rồi mà nó cứ thì nó cứ ra lại. Nó ra lại hàng năm luôn đó. Chắc mình mua vài cây mình trồng cho bọn Nam hả? Chắc vậy quá ha. Wow, đây một vườn hoa trắng luôn nè. Con ngửi đi. Thơm không? Thơm quá. Nè mọi người thấy không? Hoa nó nở mà cũng gần tàn rồi đó. Hoa nó nở. Út đừng nhẹ nhàng. Cái này, trời ơi anh. Mọi người ơi, nè cái hoa này nè, hoa vàng này đẹp chưa nè. Rực rỡ chưa nè. Đó, rất là đẹp luôn á. Hoa vàng nè, hoa màu cam nè. Đó, mọi người thấy cái vườn của ông bà ngoại đẹp không? Thì như là cái video trước mình đã chia sẻ cái cách mà ông bà ngoại trồng rồi đó, để cho ra nhiều hoa đó. Thì là mình sẽ cắt gốc khoảng 30 phân trước khi mà vào mùa xuân tới, mình sẽ cắt từ gốc tới ngọn tới 30 phân. Hả? Ông có thích hoa hả? Ủa bông hoa màu gì? Rồi mami bé đó con coi nè. Bông hoa màu gì? Màu? Con ngửi đi. Thơm quá. Nè, coi cánh hoa này, cái này búp đầy chưa nè. Coi cái thân của nó nè, mọi người thấy không? Nó rất là dày, nó rất là bụ bẩm luôn á. Mỗi cái thân cây vậy là rất là bụ bẩm luôn. Và cho một luống, một cây hoa thôi, nhưng mà rất là nhiều hoa và nhiều búp nè. Thấy cái hoa hồng chùm này không? Nó nhỏ nhỏ mà búp quá chừng luôn nè. Xung quanh không có chỗ nào mà không có búp luôn á. Một cành như vậy là có khoảng mấy chục cái búp luôn. Đó, mọi người thấy không? Đẹp quá. Wow. Coi đây là một cây này nè. Một cây này hoa hồng tím này nè. Thì là coi nó cánh hoa nó nở từ dọc từ dưới thân lên trên luôn, lên trên ngọn luôn nè. Rồi là vườn chè của ông bà ngoại cũng đã rất là tươi tốt này nè. Đúng là nắng lên á, rồi là cái gì nó cũng tươi tốt hơn á. Hoa búp quá chừng luôn. Hoa búp quá chừng. Đẹp quá ha con, đừng hái nhá. Đừng hái của ông bà nhé con. Ông bà chăm cực lắm á. Thì là nhà mình đang đốt lửa để chuẩn bị là nướng barbecue nè. Thì nhà mình có đủ món luôn, có thịt bò. Thì bây giờ đang đây là cái lửa than nha. Đó, đây là cái than nè, mới đốt xong nè, nó rất là nóng luôn nè. Xương bò nướng nè mọi người. Thì cái miếng này là vừa có xương, vừa có nạc, vừa có mỡ nè, nó rất là ngon luôn nè. Bỏ lên nướng nè. Xèo luôn.
Bò nó ăn chín đó, cho nên là mình vừa nướng vừa thổi vừa ăn luôn. Cái này á, nước than nó sẽ ngon hơn là mình nướng bằng bằng điện á, bằng lò nướng á. Mà máy ở ngoài đây nó mát mẻ, có cỏ nhiều nó mát mẻ, cho nên ăn barbecue là số 1 luôn nè, ngon số rách luôn nè. Hôm nay là nắng tới 86 độ lận á, là nắng kỷ lục luôn á. Đây là ốc quầy voi, này mình ăn sashimi là ăn sống luôn nè, chấm với mù cà. Ăn cắt nè, đầu bếp đang cắt hấp dẫn hấp dẫn. Ăn xuyên to luôn nè, hấp dẫn chưa nè. Bỏ đậu phộng lên nè, có táo nè, có cà rốt nè, có thịt nè, à, có thịt heo, có cà rốt, có rau thơm nè, có tôm nè. Wow, hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn quá. Cái này là nghêu hấp thái nè mọi người, hấp dẫn chưa, cay cay xuyên xoa luôn nè, có lá chanh nè, có sả nè, me hả, với me chua chua, có sả, hấp dẫn sa tế nữa. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Nè, đói bụng luôn rồi đó mọi người ơi. Còn đây là tôm nướng nè. Tôm nướng sa tế muối ớt, rất hấp dẫn luôn. Và nướng nướng than. Mình ăn con tôm. Sao con muốn ăn con tôm không? Không ăn con tôm. Nói là cô Trân ơi, nào muốn ăn con tôm. Giỏi. Wow, hấp dẫn. Thôi, là trước cũng được. Wow, ngon chưa nè. Hấp dẫn quá. Thơm dễ sợ. Thơm ha. Tỏi, hành tỏi nè. Đúng rồi đây, gấp ra, gấp ra. Gấp ra nè. Cho vô dễ đạt cô Trân. Đúng rồi cô Trân á. Con muốn ăn tôm không? Tôm ngon. Cũng rau cải của bà ngoại chồng nó lên được vậy rồi nè. Nhà mình thì hay ăn rau sống vậy đó, ăn ghém à, nó lên như vậy là ăn được rồi. Đây là rau lang nè, nó lên tươi tốt chưa nè. Cái này là hái nấu canh hoặc là luộc lên chấm mắm được rồi nè. Đó, bên đây cũng là rau cải nha. Đây là cái bàn mà nhà mình mới set up xong nè. Thì chút nữa sẽ ra đây ngồi ăn nè. Thì mình thường thường á, ở đây thì sẽ ngoài tiệc ngoài trời thì sẽ ăn dĩa giấy là chủ yếu à, rồi cho nó nhanh và tiện á. Rồi là đây là có rau salad nè. Thì bọc lại như vậy thì khỏi cái mấy cái con bọ nó vơm nó bay vào á. Rau salad nè. Không gian vườn hoa của nhà mình nè, đây là phía trước nhà nha. Chuột. Này. Yeah, đồ ăn này ready. Thằng nào có cửa bố hết đó. Đan mạch. Đây một đống nhỏ lại. Chắc là cái chiếc chưa ăn để bữa tiếp. Xong rồi.